Ngày 2 tháng 12, tại phòng 506 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã diễn ra buổi khai mạc chương trình đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Bộ Tiêu chuẩn Kiểm định Chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nhân văn là một cái thành viên rất là thành viên của Đại học Gia Hà Nội, rất là quan tâm tới cái công tác này. Năm 2005, tức là cách đây 10 năm, Trường Đại học Nhân văn là đơn vị đầu tiên trong Đại học Quốc gia Hà Nội và là một trong 20 trường đại học đầu tiên của Việt Nam đã tham gia kiểm định, đánh giá và đã được công nhận là trường đại học đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện hoạt động đánh giá lần này là đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hội Nghĩa là trưởng đoàn. Đối với chúng tôi, đối với Trung tâm Kiểm định và đối với hai đại học quốc gia, thì đây là một cái đoàn đánh giá, một cái đơn vị mạnh, có truyền thống lâu đời về mọi mặt. Cũng trong buổi làm việc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Minh Hòa, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đã trình bày quá trình và kết quả tự đánh giá của Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí được đề ra. Thông qua cái bản báo cáo tự đánh giá, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã gần như đã tự đánh giá toàn bộ các cái mạch, các cái lĩnh vực của nhà trường để theo cái bộ tiêu chuẩn của chúng ta, để nhằm hướng tới là làm sao sẽ có được cái phương án cải tiến cái chất lượng của nhà trường trong cái thời gian tới, để nhằm đạt được cái hiệu quả tốt nhất, nhằm duy trì cái truyền thống của nhà trường, nhằm xây dựng cái thương hiệu và nhằm tiến tới được mục tiêu sẽ xây dựng trường đại học Sở Nhân văn trở thành cái đại học nghiên cứu trong cái thời gian tương lai.